Một người Phật tử họ mới nói là bạch thầy đó, tâm trạng của cổ quá nghe. Con đi chùa tìm chút bình an, ai về chùa cũng rộn ràng không ngơi. Lên chùa tìm chút thảnh thơi, về đâu chùa cũng như đời ngoài kia. Cũng này nọ, cũng phân chia, cũng son, cũng phấn, trào chìa khác gì. Trước chùa mô Phật từ bi, ra đằng sau bếp thị phì dậy đầy. Cái này có không quý vị? Có. Cái chuyện thị phi ở thế gian này, chúng tôi dùng cái chữ thế gian là gì? Là đời có mà trong đạo cũng, cũng có. Ở ngoài nhà có mà trong chùa cũng, cũng có. Thị phi mà. Thị phi là chuyện ở đời. Cuộc đời lắm chuyện thị phi, thánh nhân còn bị huống chi là mình. Rong rêu bám víu mặt tình, thảnh thơi chân bước, an bình cõi tâm. Tròn tràn vỗ tay. Mình tu là tu vậy đó. Cuộc đời lắm chuyện thị phi lắm, sống sao mà vừa lòng người ta đây. Đến độ người ta nói là thánh nhân á, cũng bị nữa, huống chi là mình. Cho nên mình không phải buồn. Thánh nhân là cái người đắc đạo rồi đó, mà còn bị người ta thị phi nữa. Giống như từ bi, hai chữ từ bi, Phật còn lâm nạn huống chi là mình. Quý vị, bây giờ thấy Phật còn lâm nạn không? Còn. Trời, người ta cũng chửi mắng, người ta cũng thị phi, cũng giấy đầy á. Mình nhầm nhò gì? Mình là cái hạt cát thôi. Con đường tu của mình là hạt cát so với một cái sa mạc. Đức Phật là cái vị gọi là hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch. Ngài có ba cái đức tính là gì? Tịnh đức, trí đức và bi đức. Tịnh là gì biết không? Là cái sự thanh tịnh tam nghiệp á. Thân khẩu ý của Đức Phật là hoàn toàn thanh tịnh. Thanh tịnh ban ngày cũng như ban đêm, giữa mọi người hay là nơi vắng người, chỗ công cộng hay là nơi khuất lấp, ngài đều thanh tịnh. Chứ không phải như mình ở trước mặt mọi người ra vẻ tu hành dữ lắm, miệng thì nam mô dữ lắm, bụng một bồ dâu găm thí dụ như vậy. Cho nên mình mới hiểu được cái ý này. Phật, thánh nhân cũng còn thị phi, mình không là cái gì hết. Cho nên cái cô này cổ mới cảm thấy trong chùa nó như vậy, cổ mới viết lên cái đoạn như thế này nè. Trước chùa mô Phật từ bi, ra đằng sau bếp thị phi dãy đầy. Con không đi nữa thưa thầy. Nó mà giận rồi đó. Về nhà đóng cửa từ rài yên tu, lên chùa con thấy lu bu. Dạ xin sám hối, nói như lòng mình. Tức là cổ cũng biết, nói ra cái điều thật như thế này nè. Cổ thấy cũng ngại lắm, nhưng mà cổ sám hối, cổ nói. Thì cái vị thầy này mới trả lời rằng là: này con, thầy thông cảm được tâm tình. Tức là cái tâm tình của cô này thầy cũng thông cảm. Chùa là cửa Phật chúng sinh ra vào, sao cấm được? Thấy không nè? Bây giờ có khi nào mình đóng cửa chùa là mình cấm người này mình cho người kia vào được không? Vậy nó phải là chùa nữa. Cửa chùa từ bi thì mở, mở rộng. Chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Đó, câu này hay. Thật sự chùa là một cái bệnh viện đó. Chữa cái gì quý vị? Chữa tâm bệnh. Mình có, trong con người mình nó có hai phần. Một là gì? Thân bệnh. Hai là gì? Tâm bệnh. Mà thân mình bệnh thì mình vào bệnh viện nào? Bệnh viện Đà Nẵng. Đúng không? Ai mà có thân bệnh, ruột gan phèo phổi đau chỗ nào thì cứ vô bệnh viện Đà Nẵng giùm sư. Nhưng mà tâm bệnh thì phải vào đâu? Bào Sen. Đó. Bệnh viện. Cái nghĩa chính thức của cái ngôi chùa là một cái bệnh viện mà chị cái gì? Tâm bệnh. Hôm nay quý vị phải nhìn một cái hình ảnh như vậy để cho nó nhẹ nhàng. Thật sự đúng nghĩa đi chùa là chúng ta vào chùa để trị cái gì nè? Phiền não trong tâm,
những cái khổ đau phiền muộn trong tâm, đó là bệnh đó. Cho nên bữa nào mà thấy cái người nào tánh tình kỳ quái quá, mình nói bệnh rồi, bệnh rồi mà bệnh nặng rồi, không có chấp nhất. Hiểu không nè? Vô chùa mà còn hơn thua, còn này nọ thị phi, thì mình nói sao? Bệnh rồi. Bệnh này bệnh nặng à, cần phải cấp cứu à. Thì bây giờ báo cho sư thầy trụ trì biết, sư thầy ơi, chúng sanh nó bệnh nặng lắm, bây giờ thầy qua thì giải phẫu cấp cứu giùm đi. Chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Chùa không huyên náo linh đình, chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa. Chùa không phải chốn hơn thua, bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào. Thật sự là chùa nó không phải là cái chốn hơn thua ở đây, nhưng mà khổ một cái là cái chùa là cái nơi người ta trút bao nhiêu căn bệnh vô đây. Cái gì có nghe người ta nói một câu này không? Đời đau khổ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin trút hết về chùa. Cứ khổ rồi vào chùa. Khổ rồi vào chùa thôi. Cho nên đề nghị là ni sư ở đây phải xây một cái kho chùa lớn à. Cỡ như cái tổng kho mà Long Bình vậy, bự bự chút để mà chứa chứ. Cứ mỗi người một cái bầu tâm sự, mỗi người một cái hoàn cảnh, mỗi người một cái nỗi khổ riêng riêng hết, không có ai giống ai. Trăm người là trăm thứ bệnh, trăm nỗi khổ, mà vào đây là cái trút hết vô đây. Mà cũng lạ lắm cái gì, lúc sung sướng không thấy đi chùa vậy. Chừng khổ đau cái ôm chân Phật đó, lại muốn chết rồi đó, cứu con Phật ơi, cứu con. Cho nên là quý vị phải nhìn một cái hình ảnh là chùa là một cái bệnh viện chứ không biết bao nhiêu bệnh nhân. Vì vậy hôm nay mình vào đây, xin lỗi quý vị, mình cũng phải tự thấy mình là một bệnh nhân nhẹ hay nặng thôi, phiền não nhiều hay ít thôi, khổ đau nhiều hay ít thôi, ai cũng khổ đau mới ngồi ở đây. Thì mình hiểu rằng là vào cái bệnh viện để chúng ta trị tâm bệnh. Mình có hai cái khổ, một là khổ thân do cái bệnh của thân, đúng không nè? Ai mà cái thân bệnh cũng khổ lắm, nằm trong bệnh viện cũng khổ lắm. Rồi có cái khổ thứ hai là khổ tâm. Tâm mình cũng có bệnh đó chứ không phải không có. Chứ mình vào đây mình ngồi là xin lỗi quý vị nhìn qua nhìn lại đây, chúng ta là bệnh nhân hết. Để gì? Chúng ta có cái thông cảm, chấp nhận, bao dung, hiểu để thương, để không còn chấp nhất. Mà mỗi người như vậy hết trơn á, thì quý vị thấy là cái bệnh viện này nó an vui dữ luôn. Một trong những cái bệnh viện mà chữa bệnh nhân lành nhiều nhất là cái chùa Bào Sen của chúng ta. Là cái hình ảnh là gì? Ở dưới bùn tèm lem hết trơn vậy đó, mà thoát ra khỏi bùn sạch trong vậy đó, như hoa sen vậy đó. Nhìn làm sao á, là gương mặt của chúng ta là như hoa sen vậy đó. Để tặng quý vị bài hát, đã thấy gương mặt như hoa sen là con đường đi tu đây. Quý vị thấy được mình đến chùa cái mặt mà như hoa sen vậy đó. Giống như vào chùa Bồ Sen thì gương mặt chúng ta phải như hoa sen đang nở. Quý vị thấy cái sen nở chưa? Nó gì nè? Sen búp thấy chưa? Nó vậy nè. Là thấy sen rụng chưa? Đó, là mặt mình đó. Rụng nó buồn hiu rồi đó. Để tặng quý vị bài hát Con đường đi tu đây. Có cái tin hành lang là Phật tử chùa Bào Sen thích nghe sư hát lắm phải không? Có người báo vậy đó. Cho nên hôm nay đến đây xin được hát vài bài tặng quý vị. Sư đi giảng pháp ở đâu cũng phải nghe ngóng. Thứ nhất là để đáp ứng được cái tâm tư nguyện vọng của quý vị. Mà có tin hành lang báo trước thì chúng tôi biết sư ơi, Phật tử chùa Bào Sen thích nghe sư hát lắm. Cho nên hôm nay sư xin được phép hát vài bài đã nghe. Nếu mà lỡ nó có nhiều quá quý vị cũng hoan hỷ cho nghe. Đó là cũng vui vẻ như hoa sen rồi đó, gương mặt như hoa sen. Bài hát đầu tiên xin được tặng quý vị là Con đường đi tu đây, được viết theo bài nhạc đời
con đường xưa em đi. Quý vị có thử tưởng tượng là mình có hai con đường, trước đây mình chưa tu là mình đi theo con đường đời, con đường xưa em đi đó. Bây giờ mình biết tu rồi, mình vào chùa là mình đi theo con đường tu, thì chúng tôi xin được sửa lại là con đường đi tu đây. Con đường đi tu đây, dù mưa gió bão bùng, nhưng lòng luôn hân hoan, đến chùa tâm an vui, pháp kinh cùng tiếng chuông, mặt nhìn như đó sen. Con đường xưa gian nan, nhiều đau khổ nhọc nhằn, giá tràng xe biển đông, nẻo đào nay ta đi, sáng trong hạnh phúc thai, vào chùa không muốn ra. Tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô, ta cứ nam mô, gieo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu, mà lòng không náo phiền, tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm quyện vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chăng xa. Tuyệt trần ôi thiết tha, tu đi để sống an vui, cùng sống yên lành, trọn đời ta phát nguyện. Nam mô, ta cứ nam mô, gieo rắc chan hòa, cuộc đời vui làm sao. Tu đi để bớt điêu linh, để hết u sầu, mà lòng không náo phiền, tâm ta giải thoát an nhiên, như ánh trăng rằm quyện vào trong trời đất. Xin mọi người tu đi, đường tu sẽ đưa mình đến bờ chân lý vui, đó là tâm an nhiên ở trong mình chăng xa. Tuyệt trần ôi thiết tha. Cái bài hát này bình thường chúng tôi hát á, nhiều chùa khác á, chúng tôi cũng không có tâm đắc nhiều, mà sau này hát cái chùa Bầu Sen tâm đắc quá. Biết tại sao không? Nó có cái chữ hoa sen. Nó có cái chữ hoa sen. Như hai nữa, khán giả ở đây, Phật tử ở đây họ thích nữa. Cho nên tạo chúng tôi nhiều cái cảm xúc lắm. Quan trọng nhất là cái mặt nhìn như đóa sen vậy đó. Quý vị biết cái đóa sen nó tượng trưng cho cái gì nè? Tinh khiết, thanh bạch, đẹp đẽ, không lắm một chút gì bùng hết. Hôm nay chúng tôi cũng muốn những cái gương mặt của chúng ta ở đây không có chút gì muộn phiền hết. Vào trong chùa Bầu Sen là bỏ hết mấy cái muộn phiền ở ngoài đi. Bỏ ba cái rác rưởi á, những cái mà phiền não khổ đau mà xem giống như rác vậy đó. Bỏ ngoài cổng đi. Vào đây để mà mình hưởng được những cái hương hoa, màu sắc đẹp đẽ của một cái hoa, hoa sen. Mình đến chùa Bầu Sen mà không hưởng được cái này thì uổng lắm. Uổng lắm.
cố gắng chánh niệm tỉnh giác, giữ làm sao cho dù cái bà đi phía trước bà có đạp chân mình, bà đi phía sau bà có thúc mình đi nữa thì cũng quay qua Nam Mô Ta Cứ Nam Mô. Trong cái bài hát nó có một câu là đụng chuyện gì mình cứ Nam Mô Ta Cứ Nam Mô. Cái chữ Nam Mô của mình là để mình gieo rắc cái sự chan hòa, gieo rắc cái sự gọi là an lạc, gieo rắc cái niềm vui chứ không có nỗi buồn. Giờ là chúng tôi có nghe một cái sự việc có cô Phật tử có đi chùa mà có bị người này người kia mắng xối xả, sân si dữ lắm. Nhưng mà rồi cổ cũng nhắm mắt lại, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng. Nam Mô không giận không giận Ta Bà Ha. Cô niệm vậy cho nó khỏe. Có gì niệm câu chú này cho nó yên. Ai mà gây cho mình phiền não sân si á, hay gì mình phùng mang trợn má lại, cự lại xối xả. Cô sân được tôi cũng sân được vậy, cô mắng nhiếc tôi cũng mắng nhiếc được vậy, cô hơn thua tôi cũng hơn thua với cô vậy, cô có miệng tôi cũng có miệng vậy. Không phải, người tu không phải như vậy. Cái người tu chúng ta phải khác hơn người không tu. Ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là người ta tốt với mình tốt lại, là chuyện bình thường. Người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tu. Người ta nói những lời ái ngữ với mình nói ái ngữ lại là chuyện quá bình thường, thấy không nè. Mà người ta nói lời độc ác, sân si, chửi mình, trách móc mình, mắng nhiếc mình, nhưng mà mình vẫn nói lời ái ngữ lại thì đó mới là cái người tu. Nhiều người này họ quan niệm ngược lại một chút, họ nói con thì gặp Phật con tu, gặp quỷ con trừ. Xưa vô chùa mà ai mà tu thì con tu với họ, nhưng mà ai mà giữ con phải giữ hơn họ mới được. Thì như vậy thì cái chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Cái điều đáng nói là gì? Cái điều đáng nói là người ta tốt với mình tốt lại là chuyện bình thường. Mà cái điều đáng nói là người ta không tốt với mình vẫn tốt với người ta, đó mới là người tu. Người tu dù gặp chuyện xui cũng không nản chí thối lui, bởi vì người tu thấy được những gì người thường không thấy, bởi vì không tu. Họ không tu thì họ không thấy, nên họ sân si. Họ không có hiểu thông nhìn thấu, nên họ sân si dữ lắm. Thì mình bây giờ mình là người có tu, mình phải hiểu thông nhìn thấu mới thấy được cái mà họ không thấy. Cho nên người mà chúng tôi nói, trong cái phim Tàu nó hay gầy dựng một cái tinh thần là quân tử. Nghĩa là gì? Có thù không trả không quân tử, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, thù cha thù mẹ bất cộng đái thiên, vân vân rồi vân vân. Nhưng mà theo chúng tôi có thù mà trả thì bình thường, mà có thù mà không trả đó mới là anh hùng, thấy không nè. Anh hùng ở đây phim nó tạo ra hay nói có thù phải trả mới anh hùng, mới là quân tử. Sự thấy trong quốc à, trong quốc có thù mà trả là chuyện bình thường lắm, không phải anh hùng. Có thù mà không trả đó mới là anh hùng nữa nghe. Thì người tu chúng ta phải như vậy. Gặp Phật mà tu thì chuyện bình thường quá rồi, nhưng gặp Phật không tu làm gì? Không để xăng tay áo lên hơn thua với Phật à? Có ai vậy không? Mà hơn thua đâu có được, Phật đâu có hơn thua với mình. Đến chùa mà còn hơn thua, Phật đâu hơn thua với mình. Gặp quỷ mình tu được mới là cái điều đáng khen, đáng nói. Người kia tức giận nói ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau. Có khác gì không? Không. Họ đã không tu rồi, mình có tu phải khác hơn họ một chút, đằng này mình cũng không tu luôn. Họ đã bùng rồi thì mình phải làm sao biến thành sen.
Như vậy mới gọi là người đi chùa bào sen chứ, mới tu chứ, vô đây ngồi mà bào sen mà không thấy sen đâu, thấy bùng không à. Khi chưa tu thì bùng vẫn là bùng, đồng ý. Nhưng mà tu rồi thì sao nè? Thì biết trong bùng có gì? Có sen, trời ơi, hay quá đó. Chưa tu thì buồn vẫn là buồn. Tu rồi thì biết nỗi buồn từ đâu? Từ tâm mình. Ráng tu cái tâm mình thì nó hết nỗi buồn. Cái tâm mình nó ghê lắm quý vị biết không? Tâm như ông chủ trong nhà vậy. Tâm như ông tướng chiến hòa võ ông mà. Tâm như ông chủ vẽ hoa vậy đó. Tâm còn làm Phật, tâm còn làm ma đó nè. Tâm như ông chủ vẽ hoa vậy đó. Tâm còn làm Phật, làm tà do ông. Thân còn cách núi ngăn sông, cái thân mình đó, nó còn cách núi ngăn sông. Tâm vô tâm thông vũ trụ như dòng sông xanh vậy, như dòng mây xanh vậy. Thân còn lên thác xuống gành, tâm vô quái ngại, mênh mông vô cùng. Thân như một đóa phù dung, sáng ra khoe sắc chiều trong não nùng. Thân tâm một kiếp sống chung, thân về tứ đại, tâm không theo cùng. Cho nên cái tâm này nó quan trọng dữ lắm. Mình tu là tu cái gì? Tu cái tâm. Cái thân này á, là do tâm nó điều khiển. Mình tu cái tâm này tự nhiên cái thân mình nó đẹp. Quý vị thấy cái người mà họ tu cái tâm họ hiền hòa thì cái thân họ sáng vậy lắm. Cái tâm họ không có phiền não thì nhìn cái thân họ như hoa sen vậy đó. Còn mình mà cái tâm mình chưa tu thì cứ nhìn cái mặt gì đâu mà nhìn thấy sân si trong đó không, phiền muộn dính bùng tèm lem. Mà mình có cái dở nghe, mình tu thân thì dễ mà tu tâm thì khó. Tại sao chúng tôi nói vậy? Nhiều khi mình cái mặt mình dính lọ nghẹ, ta nói cái mặt cô dính lọ nghẹ kìa. Đau đau đau. Mình cảm ơn người ta sao mình đi chùi liền. Mình vừa nói ai nhắc mình cái mặt dính lọ nghẹ kìa, là mình lọt đặt mình đi chùi cái lọ nghẹ liền. Nhưng mà nhiều khi có người nhắc ở tâm cô chưa tu kìa, còn sân si kìa, là mình sân si dữ nữa, không lo đi chùi cái tâm mình. Đó lạ vậy. Rồi lại mình giận hơn người ta nữa. Cái người nhắc mình giận hơn người ta nữa. Tại vì mình chưa hiểu thông nhìn thấu. Thì cái tâm nó dơ giống như cái mặt mình nó dơ thôi. Cái tâm mình mà tham sân si thì y chang như cái mặt mình dính lọ nghẹ thôi à. Nhưng mà không hiểu tại sao người ta nhắc cái mặt mình dính lọ nghẹ cái mình lật đật mình đi soi gương mình chùi liền mình chùi xong mình hỏi còn không nó chùi nữa là cảm ơn cái người nhắc mình. Thì hôm nay chúng tôi muốn cái gì? Tu cái tâm nó y chang như là mình tu cái mặt mình muốn cho cái tâm mình nó sạch cho cái mặt mình thì phải thường xuyên lau chùi. Nghe tiếp. Thầy thông cảm được tâm tình chùa là cửa Phật chúng sinh ra vào, chùa cho bá tánh đồng bào, chùa như bệnh viện chữa bao bệnh tình. Đó, hôm nay chúng tôi muốn quý vị nhìn cái ngôi chùa như bệnh viện. Vào chùa là gặp bệnh nhân không? Bệnh rồi. Mà không chấp nhất với người bệnh nha. Họ sân si thì biết là bệnh rồi, mà bệnh nặng. Bệnh này giống dạng như ung thư thời kỳ cuối rồi. Nó di căn rồi quý vị biết không? Không có chữa được. Chữa hoài mà nó không hết. Sân si tối ngày sáng đêm mà nó nhắc hoài mà cũng vậy. Nó dạng di căn nó ăn vô tỷ vô máu rồi. Cái này chỉ có nước chờ ngày vô hòm thôi chứ không có cách nào. Bệnh nặng lắm. Đến chết luôn, mang theo luôn cái bệnh nó không bỏ được. Chùa không nguyên náo linh đình, chùa chuyện đời đa sự đã rinh vào chùa, chùa không phải chốn hơn thua, bởi lòng còn nặng tranh đua bước vào. Chúng ta phải hiểu, có nhiều người họ vào chùa nhưng mà cái lòng họ còn nặng hơn thua lắm. Vì vậy chúng tôi hay khuyên là đến chùa biết bỏ thiệt hơn đi, bớt hơn thua đi, chốn này còn hơn thua nữa. Đến chùa biết bỏ thiệt hơn, đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Hai câu này sâu lắm, nếu quý vị mà về nghiền ngẫm nó sâu vậy lắm. Đến chùa là còn hơn thua gì, mà đã vào đây mà còn bon chen là không được. Cái tâm mà cái người mà còn hơn thua vào đây nghe tiếng chuông, nghe tiếng bon, rồi ở dưới nhà bếp chén bát nồi niêu son chảo chen 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 với nhau là thành bon chen. Còn cái người mà có tu vào đây nghe cái tiếng chuông nó không nghe chữ bon đâu, mà nghe chữ buông, nghe tiếng mở cái bỏ, buông, bỏ,
trời nó nhẹ không. Còn mà xuống bếp coi, sùm ở dưới bon chen. Trời ơi, nó nặng nề mà nó mệt dữ lắm. Thấy không nè? Nếu mà biết tu, vào chùa mình tu như là mình thành sen rồi thì mình nghe tiếng chuông nó nhẹ dữ lắm. Chúng tôi nhắc hoài à. Mình vào chùa để mình nghe mỏ nghe chuông. Để mà mình tập cái tâm buông và bỏ. Cố gắng giùm tôi mỗi lần mà nghe tiếng chuông là nghĩ liền cái chữ buông mà nó dài đó. Nó nhẹ. Nghe tiếng mở cái niệm giùm cho tôi chữ bỏ cho nó nhẹ. Mà còn hơn thua là nghe tiếng chuông là thành tiếng bon à. Rồi dưới nhà bếp ồn ào ở dưới chén bát nồi niêu son chảo nó chen nhau, dập đụng nhau chen chen á. À, xuống dưới mà tranh giành đi. À, ra đằng sau bếp thị phi giấy đầy ở dưới á. À, bon chèn.